Harry và Meghan đang trên bờ vực. Sau khi thu hàng chục triệu USD từ việc bán đầu tư, nhiều người tò mò Hoàng tử Harry và công nương Meghan sẽ làm gì tiếp theo khi mối bất hòa giữa họ với Hoàng gia Anh ngày một trầm trọng. Kết thúc cuốn hồi ký gây tranh cãi của Hoàng tử Harry vẫn còn một câu hỏi lớn được đặt ra. Bây giờ thì sao? trong Sparrow, cựu thành viên Hoàng gia Anh đào bới hết tất cả những gì anh có trong quá khứ, vay chân bất hòa với anh trai William, mối quan hệ căng thẳng với vua Charles và cảm xúc thực sự của anh dành cho mẹ kế Camilla. Nhưng sau khi thu được khoản tiền 20 triệu USD từ nhà xuất bản, cho hợp đồng ba cuốn sách cũng như 100 triệu USD từ Netflix cho loạt phim tài liệu Harry and Meghan, Hoàng tử tóc đỏ và người vợ cựu diễn viên của anh sẽ đi về đâu? Tự đẩy mình vào thế cô lập. Sống trong ngôi nhà trị giá 14,5 triệu USD ở Montecito, California, công tước và nữ công tước sử sở sách bị cô lập hơn bao giờ hết với Hoàng gia Anh và có ít con đường để hòa giải. Hiện ngay cả nước Mỹ cũng không biết làm gì với họ họ đang trên bờ vực, họ mất đi lá phiếu cảm thông, chuyên gia quan hệ công chúng và thương hiệu toàn cầu, nói với Patrick. Ngay cả tờ New York Times, vốn theo chủ nghĩa tự do ngôn luận, cũng đăng một bài nghi vấn có phải hoàng tử Harry đã thay đổi cách nhìn nhận của công chúng về anh ấy. Patty Davis, con gái của cựu tổng thống Mỹ Ronald Reagan viết một mẩu tin trên tham vừa nhận hối hận vì công khai tất cả chuyện gia đình, đồng thời bày tỏ thử thuyết phục Harry nghĩ lại trước khi cuốn hồi ký lên kê. Trong chương trình Hoda and Jenna của NBC vào ngày 9 tháng 10, người dẫn chương trình kiêm ái nữ của cựu tổng thống Mỹ George Bush, Jenna Bush Hagert, cho biết không thể nghĩ đến việc cổng kích chị gái song sinh Barbara như cách Harry viết với anh trai hoàng tử William. Thật buồn, tôi thậm chí không thể tưởng nổi một thế giới không có chị ấy. Đôi khi bạn nghĩ đang kể câu chuyện của mình, nhưng câu chuyện của bạn cũng là câu chuyện của người khác. Tôi thực sự đã hỏi mọi người rằng điều này có công bằng không? Ai cũng có sự thật của riêng mình. Khi công tước và nữ công tước xứ sở sách chuyển đến California vào tháng 3/2020 để thực hiện giấc mơ Mỹ, họ nhanh chóng ký các hợp đồng giá trị lớn để nói ra sự thật như một cách để đạt được sự độc lập tài chính. Như Bestwick đưa tin trước đó, cặp đôi đàm phán với Netflix cũng như Oprah Winfrey từ mùa thu năm 2018 hơn một năm trước khi có thông tin cho rằng họ muốn từ bỏ vai trò hoàng gia cấp cao họ không được trả tiền cho cuộc phỏng vấn rùng động với Winfrey vào tháng 3 2021. Tuy nhiên, nó đặt nền móng cho những gì xảy ra sau đó. Harry thực hiện bốn cuộc phỏng vấn lớn để quảng bá cho cuốn sách của mình, trong đó có 3 cuộc phỏng vấn trên truyền hình Mỹ. Trong khi Harry nhắc đến Tyler Perry, người cho vợ chồng nhà sở sách mượn biệt thự ở Los Angeles vào năm 2020 và Oprah Winfrey trong lời cảm ơn của Sparrow, không ai công khai ủng hộ Harry hoặc cuốn hồi ký trên các nền tảng xã hội của họ. Hàng xóm kiêm người bàn nổi tiếng từng phỏng vấn bên gần trước đây cũng không làm điều đó. Tôi nghi ngờ tâm lý bong khe khiến họ trở nên e ngại trong việc giao tiếp tương lai. Khi mỗi cuộc phỏng vấn diễn ra, Harry bộc lộ nỗi đau sâu thẳm về cảm xúc chưa được giải quyết. Anh ấy nên dành thời gian và công sức để đối phó với nỗi đau đó thay vì biến nó thành màn diễn xiếc. Harry và Meghan sẽ kiếm tiền bằng cách nào trong tương lai? Các nguồn tin tiết lộ với Pesic, cuốn hồi ký của Harry được cho là có hai phần nhưng ý tưởng đó bị loại bỏ một nguồn tin ở Hollywood thắc mắc Harry và Meghan còn gì để đưa ra kiếm tiền. Trong tương lai gần, gia đình sở sách dự kiến viết cuốn sách tập trung vào sự lãnh đạo và hoạt động từ thiện. Pesic cũng được thông báo Meghan có thể đang viết hồi ký. Nguồn tin từ Hollywood tiết lộ nhà sở sách ký hợp đồng 3 năm với Spotify nhưng chưa biết liệu phổ khét. Anchor with Megan có làm tiếp mùa thứ hai hay không? Với tình hình kinh tế của ngành công nghiệp giải trí đang gặp khó khăn vào lúc này, liệu Netflix có muốn mở rộng hoặc gia hạn thỏa thuận không? Một nguồn tin đặt câu hỏi. Nguồn tin cũng cho biết, mặc dù gia đình sở sách đã đàm phán nhiều hợp đồng xây dựng thương hiệu, nhưng vẫn chưa có gì được ký kết. Megan có tiết lộ đang nghĩ đến việc khởi chạy lại tài khoản Instagram, người trong cuộc lưu ý, cô có thể muốn mang blog về phong cách sống trở lại. Cô đã đóng cửa kênh kiếm tiền này sau khi trở thành cô dâu hoàng gia. William và Harry nhận được phần lớn tài sản trị giá 13 triệu bảng Anh từ công nương Diana khi bà qua đời vào năm 1997. Harry cũng thừa kế hàng triệu USD từ bà cố Hoàng thái hậu Elizabeth vào năm 2002. Chưa rõ liệu anh có được thừa hưởng gì từ Nữ hoàng Elizabeth. Anh còn được cha mùa chát lờ trợ cấp cho đến tháng 6, năm 2020. Tháng 3, 2021, Harry được bổ nhiệm làm giám đốc tác động cho Better Up, một công ty khởi nghiệp về sức khỏe tâm thần có trụ sở tại California và vẫn giữ chức vụ này. Tuy vậy, nguồn tin Hollywood vẫn lò ngại việc Harry và Meghan giải quyết vấn đề tài chính ra sao khi lối sống của họ ngày một tốn kém. Truyền thông quốc tế cho biết gia đình sơ sách, chi 2 triệu USD mỗi năm cho an ninh, nhưng chi phí đó có thể tăng cao sau khi Harry tiết lộ giết 25 binh sĩ Taliban trong cuộc chiến ở Afghanistan. Hoàng tử ngày càng lo lắng cho an ninh của gia đình kể từ khi chuyển đến Mỹ và mất đi các vệ sĩ do cung điện cung cấp. Năm ngoái, anh ta có hành động pháp lý chống lại chính quyền Anh sau khi bị cấm mang theo các vệ sĩ có vũ trang riêng về quê nhà anh từng tuyên bố chi phí cho an ninh vũ trang tư nhân là một lý do để anh ấy tìm cách ký các hợp đồng lớn ở Mỹ. Nguồn tin Hollywood lưu ý thêm, việc Harry bộc lộ quá nhiều khiến anh kém thú vị hơn. Bạn có thấy? Meghan Markle, đang dâu phá vỡ định kiến hoàng gia. Ngày 19 tháng 5, Meghan Markle sẽ diện trên người bộ váy cưới lộng lẫy sánh bước bên hôn phu Hoàng tử Harry và chính thức trở thành nàng dâu hoàng gia Anh. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên Mỹ đã may mắn khi vừa từng trải qua một lần đò, vừa hơn Hoàng tử Harry 4 tuổi mà vẫn bước chân được vào gia đình hoàng tộc, nhưng thực tế chẳng phải vậy, cô đạt đến những gì mình mong muốn nhờ chính sự cố gắng của bản thân, không ngại thách thức những định kiến thông thường. Meghan sinh ra để tỏa sáng. Vào ngày 29 tháng 7 1981, Doria Loshi Raglan còn vài ngày nữa là hạ sinh đứa con gái đầu lòng với chồng thôn mát Marco. Cũng chính hôm đó, 750 triệu người trên toàn thế giới đã dán mắt vào màn hình TV theo dõi đám cưới của hoàng tử xứ Wales well và vương phi Diana Spencer. Doria và Thomas không thể tưởng tượng được rằng hơn 30 năm sau, đứa con mà Doria đang mang trong bụng lại được người con thứ trong gia đình hoàng gia quỳ gối ngỏ lời cầu hôn. Ngay từ khi sinh ra, vào ngày 4 tháng 8 1981, Meghan Markle đã được cha mẹ yêu thương rất mực, biệt danh của Doria cho con bé luôn là đóa hoa. Và kể từ khi có con gái, Thomas Buckle đã không còn là một người nghiện làm việc mà biết quan tâm, chăm sóc hơn cho gia đình. Gia đình họ sống trong một khu phố mà Megan mô tả là đồng đúc và giá cả phải chăng. Đó là một nơi khá tốt để nuôi dạy con cái, xong lại thiếu đi sự đa dạng trường tộc. Megan cho hay, có lần khi trông thấy mẹ tôi với làn da nâu đi cùng tôi có làn da sáng màu hơn, người ta đã hỏi rằng mẹ ruột của tôi đâu, bởi họ nghĩ mẹ tôi là vú em của tôi